Như thường lệ mà quý vị khán giả cùng bắt đầu chương trình với chuyên mục quen thuộc Bạn Có Biết. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về giao thông đường sắt tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những thông tin về ga Bình Triệu. Ga Bình Triệu nằm trên trục đường Kha Vạn Cân, cách ngã tư Kha Vạn Cân và quốc lộ 13 khoảng 200m. Đây là một ga nhỏ thuộc cụm ga Sài Gòn, nằm trên tuyến đường sắt Bắc Nam và trực thuộc địa bàn của phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay ga Bình Triệu chỉ là một ga phụ, hầu như là chỉ còn được sử dụng để tránh tàu. Thậm chí là ga này hiện nay cũng không còn được dùng để chuyển hàng hóa, bởi vì chức năng này đã được chuyển về ga Sóng Thần. Tuy nhiên trước đó không lâu thì ga Bình Triệu đã có một khoảng thời gian đảm nhận vai trò của một ga hành khách trong cụm ga Sài Gòn. Đó là khoảng thời gian từ năm 1978 đến năm 1982. Trong thời gian này thì ga hàng hóa Hòa Hưng, ngày nay tức là ga Sài Gòn, được nâng cấp chuyển đổi chức năng sang ga hành khách. Thì trong thời gian tu sửa và nâng cấp ga Hòa Hưng, ga Bình Triệu được sử dụng tạm như là một ga hành khách. Theo quy hoạch xây dựng hệ thống đường sắt kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh lân cận của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thì ga Bình Triệu trong tương lai sẽ có diện tích 40 hecta. Trong đó thì tuyến Hòa Hưng Bình Triệu sẽ là tuyến đường sắt trên không để tránh tình trạng kẹt xe trong thành phố. Và đoạn đường sắt này sẽ kéo dài đến ga Trảng Bom, dài 41 cây số. Và từ đây thì tuyến Hòa Hưng Trảng Bom sẽ kết nối với Vũng Tàu bằng tuyến đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu, dài 107 cây số. Như vậy là trong tương lai thì ga Bình Triệu sẽ là một trong những nhà ga rất là quan trọng của tuyến đường sắt Bắc Nam.